Trong tập trước, Điền Linh Nhi đã trực tiếp phá hủy trận pháp trấn áp Quỷ Ngưu. Điều này khiến Quỷ Vương bị phản phệ và bị hất bay ra ngoài, xem bộ dạng thì có vẻ như bị thương không hề nhẹ. Bây giờ pháp trận đã bị phá, bọn họ cũng nhận ra tình thế khó mà xoay chuyển nữa. Quỷ Ngưu gồng mình cố gắng thoát ra. Vì là người đứng gần nhất, nên Điền Linh Nhi lập tức trở thành mục tiêu công kích. Ngay tại lúc sắp thành món thịt tươi sống thì Trương Tiểu Phàm liều mình ra ngăn cản, bất chấp nguy hiểm ngừng tụ ra một tầng cây giới. Vậy nhưng con yêu thú chỉ cầm một chiêu đã dễ dàng đánh tàn. Bích Giao định tiến lên hỗ trợ thì U Cơ đã lên tiếng ngăn cản. Điền Linh Nhi cũng ra một chút sức hỗ trợ. Còn Tiểu Phàm đã bị đánh nằm sấp mặt, thân thể dường như đang bị thiêu hỏa côn điều khiển. Nó bộc phát lực lượng rồi tiến hành hấp thụ máu huyết của Quỷ Ngưu. Mọi người liền nhận ra phệ huyết chiêu của Hắc Tâm lão nhân đang được khán lên thiêu hỏa côn của Tiểu Phàm. Không chịu khuất phục, Quỷ Ngưu liền há mồm phun ra tấn công. Trương Tiểu Phàm tiếp tục ngừng tụ kết giới, vậy nhưng cũng không chống đỡ được quá lâu, kết giới nhanh chóng bị nứt vỡ. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, cậu ta bắt buộc phải tung ra chiêu thức đại phản bản nhược của Thiên Âm Tử. Bọn họ đương nhiên là nhận ra chiêu này, cho nên vô cùng kinh ngạc. Sau một hồi giằng co thì Quỷ Ngưu cũng tạm thời bị khống chế, Trương Tiểu Phàm lập tức rơi xuống. Chưa kịp tỉnh táo lại thì đám người Thiên Âm Tử đã đi tới hỏi thăm vì sao cậu ta lại dùng công pháp của bọn hắn. Điểm Bất Dịch đứng ra giải vây, đại địch đang ở trước mắt, đừng tự loạn nội bộ. Về phía đám người Ma Giáo, mặc dù thời cơ để khống chế Quỷ Ngưu đã trôi qua, vậy nhưng Quỷ Vương vẫn không muốn dừng lại. Ông liều mình lao lên nhằm khống chế Quỷ Ngưu, đồng thời trên miệng cũng không quên cầu khấn Minh Vương Thánh Mẫu phù hộ. Vì đại kế của Thánh Giáo, cho dù từ bỏ mạng sống thì ông cũng phải lấp đầy đồng hải mình mồng trước mắt. Đám người bên dưới thế vậy nhanh chóng lao lên yểm hộ tổng chủ, phe chính đạo cũng không đứng yên, bọn họ lập tức xông ra đáp trả. Trận chiến lại tiếp tục, mỗi người tự chọn cho mình một đối thủ để chiến đấu. Trong khi đó, Bích Sao lại chỉ chú ý tới Tiểu Phàm, mặc dù U Cơ ngăn cản thì nàng ta cũng phải lao tới chỗ cậu ta. Đáng tiếc là giữa đường bị Điền Linh Nhi ngăn cản, oan xa gặp lại, cả hai không cần nói nhiều, bọn họ nhanh chóng tung chiêu đối thủ. Ai ai cũng muốn dồn đối phương xuống địa ngục. Trong lúc bên dưới đang xảy ra một trận hỗn chiến chưa phân thắng bại, thì Quỷ Vương lại tập trung vào công việc của mình. Ông lấy ra pháp bảo Lạc Chiếc Lô Đỉnh, cho một ít máu huyết vào bên trong rồi bắt đầu dừng lại cột đá, khởi động lại pháp trận rồi thuần phệ Quỷ Ngưu vào bên trong. Mọi thứ có vẻ như đến đây là thành công. Điểm Bất Dịch biết tiếp tục chiến đấu có thể sẽ thêm bất lợi nên hô hào quần hùng quay về. Sau khi trở về, Thương Tùng đạo nhân liền chất vấn Điểm Bất Dịch, tỏ ra vô cùng bất mãn với ông. Vậy nhưng Điểm Bất Dịch nào có chịu nhượng bộ và tỏ ra bình vực Tiểu Phàm, đệ tử của ông còn chưa tới lượt người khác xen vào. Thương Tùng cho rằng Trương Tiểu Phàm cấu kết Ma Giáo gây họa thành vần, tội này đáng chết vạn lần. Trong lúc hai thủ tọa của hai ngọn núi đang nhìn nhau toát lửa, thì hai huynh đệ của Thiên Âm tự mở cửa xông vào yêu cầu giao ra Trương Tiểu Phàm. Đại phản bản nhược là trấn pháp chí cao của Thiên Âm tự bọn hắn, một đệ tử thành vân như cậu sao lại biết dùng, cho nên muốn Điểm Bất Dịch cho một lời giải thích. Điểm Bất Dịch vẫn tiếp tục bao che, cậu ta đúng hay sai thì bọn ông sẽ tự hỏi. Bởi vì pháp tướng là người nhỏ nhã điềm tĩnh nên nhanh chóng ngăn cản vị sư đệ đang nóng nảy lại, còn xin lỗi vì đã thất lễ, sau đó kéo vị sư đệ ra ngoài. Thương Tùng vì là trưởng lão chấp pháp nên muốn thu giữ cây thiêu hỏa côn lại. Trải qua 3 ngày hôn mê, Trương Tiểu Phàm cũng tỉnh lại. Lâm Kình Vũ vẫn một mực ở đây, hắn cho biết nơi này là xương hợp thành gần Đồng Hải chứ không phải Thanh Vân Tông. Lâm Kình Vũ muốn biết lý do và chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng cậu từ chối trả lời. Ngay sau đó, Thương Tùng đạo nhân dẫn theo hai tên chấp pháp đệ tử đến mang Tiểu Phàm đi. Đám người Đại Trúc Phong cũng tụ tập đầy đủ ở dưới lầu, bộ mặt vô cùng căng thẳng. Không thể ngăn cản Thương Tùng làm việc nên bọn họ đành đi theo, cùng nhau quay về Thanh Vân Môn. Lục Tuyết Kỳ cũng rời đi cùng bọn họ, còn Bích Sao thì vẫn chưa quay về Thánh Giáo mà âm thầm theo dõi đám người Thanh Vân Môn. Đến tối bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, Đại Sư Huynh dẫn Trương Tiểu Phàm về phòng. Mọi chuyện lần này xảy ra quá bất ngờ nên cậu hơi sốc, muốn ở yên tĩnh một mình. Dù rất muốn nói ra mọi chuyện vậy nhưng lại chẳng thể nói với ai ngoài con khỉ Tiểu Hồi. Bích Giao rất muốn lén lút đi gặp Tiểu Phàm vậy nhưng Di U đã ngăn cản. Trương Tiểu Phàm có được phệ huyết châu, lại học được tuyệt kỹ đè phản bản nhược nên chắc chắn sẽ bị áp giải về Thanh Vân Môn, còn bây giờ thì sẽ không sao. Về phía Quỷ Vương, ông ta triệu tập một vài nhân thủ, dựng một cái tế đàn, có vẻ như là muốn hoàn tất thủ tục luyện hóa Quỷ Ngưu, đồng thời còn mời tới một vài nhân vật. Lão già này được gọi là Độc Thần, tông chủ Vạn Độc Môn. Quỷ Vương gặp lão ta cũng phải chắp tay lễ phép. Rất nhanh sau đó, một vị nữ tử xuất hiện, nàng ta gọi là Tam Diệu Tiên Tử, tông chủ của Hợp Hoàn Phái. Kế tiếp là Ngọc Dương Tử, tông chủ của Trường Sinh Đường. Tới đây thì bốn vị tông chủ của bốn đại môn phái cũng xuất hiện đầy đủ. Quỷ Vương nhanh chóng xuất thủ, dồn lực lượng vào lô đỉnh. Suốt cuộc mục đích bọn họ là chuyện gì thì ta vẫn chưa biết được, hãy đón xem vào tập sau để biết thêm nhé.
Nội dung tập này đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!